để thực hiện thắng lợi đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch huy động tối đa lực lượng để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Huy động tối đa về lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm tự an giao thông, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau. Thứ nhất, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đối với các trường học đóng trên địa bàn. Thứ hai, sẽ thực hiện ký cam kết đối với toàn bộ học sinh của các trường học, thực hiện phối hợp kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với các phương tiện chuyên chở học sinh, các điểm kho bãi tập kết giữ xe cho học sinh. Tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là lứa tuổi là không đủ điều kiện điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông. Thông báo những hành vi vi phạm của cháu học sinh đến nhà trường, đồng thời cho các cháu học sinh và nhà trường ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến tất cả các trường học, các em học sinh, ngay trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát, bước đầu xử lý hàng chục học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm luật giao thông đường bộ. Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai trong thời gian 1 tháng, từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2024.